Cristiano Ronaldo, cái tên đã trở thành biểu tượng của bóng đá toàn cầu, vừa ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp đầy ấn tượng khi đội tuyển Bồ Đào Nha của anh giành chiến thắng trước Croatia với tỷ số 2-1 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Như vậy là không mất thêm một ngày nào nữa để cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới được chạm đến. Không có ai trên địa cầu này ghi được nhiều bàn như CR7, và dĩ nhiên là cũng không ai trong giới quần đùi áo số nhiều subscribe như anh trên nền tảng mạng xã hội hết. Gần 1 tỷ lượng follow trên tất cả các nền tảng, và bất kể việc không có tên trong danh sách đề cử quả bóng vàng, thì hiện tại thời điểm này, hãy thử tìm một trang thể thao nào không nói về Ronaldo mà xem. Mà thôi, đừng tìm, không có đâu. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Dulwich Lisbon với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn người hâm mộ. Trận đấu khởi đầu với nhịp độ nhanh và đầy quyết tâm từ phía đội tuyển Bồ Đào Nha. Chỉ trong có 7 phút đầu tiên, Bồ Đào Nha đã mở được tỷ số nhờ pha lập công của hậu vệ Diogo Dalot. Bruno Fernandes, ngôi sao của Manchester United, là người đã có pha kiến tạo thông minh. Fernandes di chuyển từ cánh trái vào, thu hút sự chú ý của hàng thủ Croatia, rồi truyền bóng cho Dalot ở vị trí thuận lợi. Dalot tận dụng cơ hội để ghi bàn, giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 1-0. Đây là khởi đầu hoàn hảo cho đội chủ nhà và tạo đà cho họ tiếp tục gây áp lực lên hàng phòng ngự Croatia. Sau bàn thắng sớm, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt với những tình huống tấn công đa dạng từ cánh và trung lộ. Ronaldo, tuổi 39 nhưng vẫn thật sắc sảo, thể hiện tốc độ và sự nguy hiểm trong các pha di chuyển không bóng. Ở phút 23, anh suýt ghi bàn tứ 900 từ sớm khi nhận được cú đánh gót từ Rafael Leao. Dù Ronaldo tung cú sút nhanh và chính xác đến khó tin, nhưng thủ môn Dominic Livakovic của Croatia đã có một pha cản phá xuất sắc để từ chối bàn thắng kỷ lục ở thời điểm này. Nhưng chỉ là thời điểm này, chứ không phải là trong trận đấu này đâu nhé. Điều mà người hâm mộ chờ đợi đã đến ở phút thứ 34, Bồ Đào Nha tổ chức tấn công từ cánh trái khi Nuno Mendes nhận bóng và quan sát thấy Ronaldo di chuyển trong vòng cấm. Mendes đã thực hiện một đường truyền dài hoàn hảo, giúp cho Ronaldo thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Croatia. Chỉ với một cú đệm bóng cận thành mang tính thương hiệu, Ronaldo đã đánh bại Livakovic một cách xuất sắc, ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp và nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha. Sân vận động Dulwich bùng nổ với tiếng reo hò từ hàng nghìn cổ động viên ăn mừng khoảnh khắc lịch sử này. Ronaldo chạy đến một bên cột cờ góc, thay vì thực hiện màn ăn mừng biểu tượng, anh lại ôm trọn niềm hạnh phúc này, tự trấn an chính mình và hân hoan sung sướng trước hàng vạn những cổ động viên may mắn ngày hôm nay. Đó là lịch sử, và Nuno Mendes thì chính là nhân vật cũng sẽ được người ta nhắc đến khi là chủ nhân của đường kiến tạo đỉnh cao ấy. Dẫu vậy thì chỉ 7 phút sau bàn thắng của Ronaldo, ở phút 41, Croatia bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số nhờ một pha phản lưới nhà của chính người đã mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, Diogo Dalot. Tình huống này bắt nguồn từ một pha tấn công bên cánh phải của Croatia, Andrej Kramaric. Cầu thủ tấn công của Croatia đã có pha đi bóng và truyền vào trong rất khó chịu. Trong lúc cố gắng ngăn chặn, Dalot vô tình đệm bóng vào lưới nhà theo cách mà ngay đến những tiền đạo cũng phải dùng mình, giúp Croatia có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Điều này khiến cho hiệp 2 hứa hẹn sẽ kịch tính hơn khi mà Croatia nuôi hy vọng lật ngược tình thế từ những cá nhân xuất sắc như Kovacic, Luka Modric hay Vardio. Tuy nhiên thì hàng thủ của Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của thủ môn Diogo Costa đã chơi chắc chắn và không để đối thủ có nhiều cơ hội nguy hiểm. Cụ tranh Luka Modric dù nỗ lực tạo ra ảnh hưởng ở khu vực tuyến giữa nhưng vẫn không thể giúp đội nhà tạo ra đột biến. Ronaldo tiếp tục có mặt trên sân trong phần lớn của hiệp 2. Anh vẫn tạo ra mối đe dọa mỗi khi có bóng trong chân. Cùng với những pha phối hợp ăn ý từ Bruno Fernandes và Nuno Mendes, Ronaldo thường xuyên có mặt ở những vị trí thuận lợi để chờ đợi cơ hội ghi bàn. Dù Bồ Đào Nha không ghi thêm được bàn thắng nào trong hiệp 2, nhưng họ vẫn duy trì thế trận tốt, kiểm soát được nhịp độ và không để Croatia lật ngược tình thế. Những phút cuối cùng của trận đấu chứng kiến sự cố gắng của Croatia khi họ liên tục dồn ép Bồ Đào Nha. Andrej Kramaric, cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Croatia, đã có một cơ hội tuyệt vời khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa sẽ khép lại. Nhưng cú sút của anh đã đi chạch cột dọc trong gang tấc. Đây có thể coi là cơ hội tốt nhất để Croatia giành lại một điểm từ tay Bồ Đào Nha, nhưng họ không tận dụng được. Vào phút cuối, Ronaldo được huấn luyện viên Roberto Martinez thay ra, nhận được sự cổ vũ và vỗ tay nồng nhiệt từ các khán giả. Bồ Đào Nha khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1, mang về 3 điểm quan trọng trong chiến dịch Nations League của họ. Nhìn lại diễn biến của trận đấu có thể thấy, đây là một cuộc đối đầu căng thẳng và đầy tính chiến thuật. Và quan trọng hơn cả, trận đấu này đã ghi dấu ấn lịch sử với bàn thắng thứ 900 của Cristiano Ronaldo, một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.
Bàn thắng này khẳng định sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu bất diệt của CR7 qua suốt sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ. Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn chứng tỏ mình là một tượng đài vĩ đại và sớm thôi, anh sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục và tạo dựng di sản vững chắc trong làng bóng đá một cách hiển nhiên nhất có thể. Với 900 bàn thắng, Ronaldo đã ghi tổng cộng 131 bàn cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, 450 bàn khi khoác áo Real Madrid, 145 bàn cho Manchester United, 131 bàn cho Juventus, 68 bàn cho Al Nassr và 5 bàn trong những ngày đầu sự nghiệp tại Sporting Lisbon. Sự phân bố bàn thắng này chứng tỏ sự ổn định và hiệu suất ghi bàn ấn tượng của CR7, bất kể là thi đấu cho câu lạc bộ nào hay đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, bàn thắng thứ 900 đến từ một pha vô lê mang tính biểu tượng, nó minh chứng cho đẳng cấp của anh. Đây là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Tôi không phá vỡ kỷ lục, chúng ám ảnh tôi. Câu nói đầy cảm xúc của Ronaldo sau khi đạt cột mốc 900 bàn thắng và hẳn nhiên là sẽ sớm có một video trên nền tảng YouTube như là lời hứa hẹn thôi. Đối với một cầu thủ đã đạt đến đỉnh cao như là Ronaldo, việc duy trì phong độ ở tuổi 39 là điều vô cùng khó khăn, nhưng anh vẫn tiếp tục cống hiến và khẳng định mình trên sân cỏ. Trong trận đấu này, Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện vai trò lãnh đạo và kinh nghiệm dày dạn của mình khi phối hợp tốt với các đồng đội như Bruno Fernandes và Nuno Mendes. Cả trận, Ronaldo có 4 cú sút cao nhất đội và không ngừng tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto Martinez đã có một trận đấu ấn tượng, thể hiện sự linh hoạt trong cách tiếp cận và lối chơi sáng tạo. Nhìn lại sự nghiệp của Ronaldo, không thể không nhắc đến những cột mốc quan trọng đã góp phần tạo nên tên tuổi của anh. Từ những ngày đầu chập chững tại Sporting Lisbon cho đến khi vươn tầm tại Manchester United, rồi thống trị bóng đá thế giới cùng với Real Madrid, Ronaldo đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi tài năng, bởi tính cách đặc biệt và khát khao chiến thắng quyết liệt nhất. Bên cạnh những thành tựu cá nhân, Ronaldo cũng là người đã góp phần lớn trong việc đưa bóng đá Bồ Đào Nha lên một tầm cao mới. Anh đã cùng với đội tuyển giành chức vô địch Euro 2016 và sau đó là UEFA Nations League 2019. Với 131 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế, một thành tích mà khó có ai có thể vượt qua. Và yên tâm đi, con số ấy rồi sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa. Tuổi tác đã điểm, nhưng với phong độ hiện tại, không có gì là không thể đối với Ronaldo. Nhiều người tin rằng anh có thể chạm đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, một kỷ lục mà có lẽ sẽ không ai phá vỡ trong tương lai gần. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là Ronaldo luôn thi đấu với tinh thần của một chiến binh, luôn khao khát và cống hiến hết mình. Trong tương lai, khi mà Ronaldo giải nghệ, bóng đá sẽ mất đi một trong những ngôi sao sáng nhất. Nhưng di sản mà anh để lại sẽ sống mãi, với những kỷ lục, những khoảnh khắc không thể quên và khả năng truyền cảm hứng của một nhà vô địch thực thụ. Nhưng mà cứ từ từ cái đã, anh Bảy đã nói về một cột mốc 1.000 bàn và độ tuổi khi đó là bao nhiêu, có thể là 41 kia mà. Cứ bình tĩnh, cứ tận hưởng và cứ ăn mừng thôi, có lẽ chúng ta cũng không việc gì phải quá lo xa đâu. Người đàn ông độc nhất này vẫn sẽ tiếp tục chinh phục cái thứ ám ảnh mình nhất, đó là những kỷ lục mà thôi.